Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề mà mình rất muốn giới thiệu cho mọi người, và mình cũng thấy là cũng rất là nhiều khách hàng ấy tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này, đó chính là vitamin E. Thì hiện tại bên shop vitamin E là shop có 6 loại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về 6 loại luôn cho mọi người nhé. Cái loại thứ nhất đó chính là Vivita E. Đây. Cái này thì nó có hai màu mọi người nhé, nó giống nhau và nó có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì bên mình hay gọi là màu trắng và màu vàng cho dễ phân biệt. Thì giá của cái dòng này nó là 49.000 mọi người nhé, và cái hộp của nó là 30 viên và mình dùng là một viên một ngày, và một hộp thế này là mình dùng được một tháng và liệu trình của nó là 3 tháng. Tại cái sản phẩm này thì date của nó bên mình là 2023, và tùy thời điểm nữa thì bên mình cập nhật khá là nhanh, khoảng tầm 3 tháng gì đó nó sẽ có date mới nhất mọi người nhé. Thì mình nghĩ là mọi người đều biết về cái công dụng của vitamin E rồi, thì nó bổ sung vitamin E này, chống lão hóa này, làm sáng và mịn da ấy mọi người. Thì cái dòng này mình nghĩ là nó khá là rẻ và phù hợp với rất là nhiều người. Thì cái tuổi mà mọi người dùng được sản phẩm này thì nó là từ 12 tuổi trở lên. Thật ra là dạng viên của vitamin E thì nó dùng từ 6 tuổi, nhưng mà mình nghĩ là thường thì mọi người nên bổ sung vitamin E thì tầm từ 14 tuổi trở lên là hợp lý. Cái sản phẩm thứ hai mình giới thiệu đó là Enatre 400U. Loại này bên mình cũng có hai màu, thì mình hay gọi là màu xanh và màu trắng ấy, để dễ phân biệt đấy mọi người. Loại này cũng một hộp là 30 viên và mình dùng thì mỗi ngày một viên, và hộp dùng được trong một tháng và liệu trình của nó cũng là 3 tháng. Giá của cái sản phẩm này nó là 59.000 mọi người nhé. Nó đắt hơn loại này một chút. Cái bốn loại này thì nó là đều một công ty sản xuất mọi người nhé. Nó là cùng một công ty mọi người. Mọi người nhìn thiết kế thì nó hơi giống nhau đúng không? Một loại nữa mà mình muốn giới thiệu mọi người và hiện tại thì mình thấy là rất nhiều người tìm kiếm, đó chính là vitamin E đỏ. Thì cái vitamin E đỏ thì bên shop mình có hai loại, đó là loại này mà Etech 400 và vitamin E 400. Đấy. Mình giới thiệu loại này trước nhá. Cái loại này thì cái E đỏ của cái loại này ấy, mình thấy nó đắt hơn so với cái loại này, là do cái E đỏ là được làm từ dầu gốc ấy mọi người, cái nguyên liệu chính của nó là dầu gốc ấy. Loại này thì nó có giá là 79.000 và một hộp của nó cũng là 30 viên, và mình dùng là mỗi ngày một viên và một tháng mình dùng được một hộp, một hộp này mình dùng được một tháng và liệu trình của nó cũng là 3 tháng. Thì bốn loại này, về cái loại này thì nó cũng là cùng một công ty sản xuất. Đây. Nó là viên năng mềm mọi người nhá. Nên mình dùng lại cho mọi người xem. Một loại nữa nó là vitamin E400 này. Loại này hiện bên shop rất là hot và giá của nó cũng là 79.000 bằng loại này mọi người. Hộp này thì nó có 100 viên lận và mỗi ngày thì mình dùng 2 viên và từ 1 đến 2 lần tùy cái nhu cầu sử dụng của mình nữa. Liệu trình của nó cũng là 3 tháng nhé. Mình dùng cho mọi người date mới nhất của nó là 2024 mọi người này. Loại này thì nó là do một công ty khác sản xuất, và cái giá mà mình giới thiệu mọi người ấy thì nó sẽ thay đổi ra từng thời điểm. Bên mình thì có bán cả Shopee, Lazada ấy, thì có cả Mon, có Mon mọi người nhé. Thì mọi người lên, nếu mà mọi người hay mua sắm trên các trang thương mại điện tử ấy, thì mình nghĩ mọi người lên đó mua, nó có rất nhiều mã giảm giá. Và tùy thời điểm các chương trình thì nó có cái mã giảm giá sale rất là nhiều ấy mọi người. Ví dụ như sắp tới là có chương trình mùng 10 tháng 10 ấy, thì ở bên shop mình cũng có rất nhiều mã giảm giá, mà Shopee hay Lazada cũng cho rất là nhiều mã. Và nếu mà mọi người săn những cái mã đấy ấy, thì cái giá của sản phẩm là rẻ. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người sơ qua vì cái một số dòng sản phẩm vitamin E và bên mình có. Nếu mà mọi người có cái câu hỏi hay là thắc mắc nào thì mọi người bình luận ở bên dưới video cho mình nhé. Hoặc là có một cái chủ đề nào về sản phẩm nào mà mọi người muốn tìm hiểu ấy, thì mọi người comment để có gì mình giới thiệu cho mọi người nhé. Và xin tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong các video sau. Bye.